Nhân dịp Tết Nhâm Dần năm 2022, sáng ngày 27 tháng 1, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc phối hợp với ba xã Vân Sơn, Quyết Chiến, Phú Cường tổ chức chương trình tặng quà Tết vì người nghèo. Dự chương trình và trực tiếp trao quà có đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình; đồng chí Đinh Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình; và đồng chí Bùi Thị Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng trên 100 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, hộ ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn 3 xã. Trong đó xã Phú Cường 50 suất, Vân Sơn 35 suất, Quyết Chiến 20 suất, mỗi suất trị giá 700.000 đồng, được trích từ nguồn quỹ vì người nghèo tỉnh, giao cho Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc trao tặng. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình đã động viên, chia sẻ và mong muốn các hộ có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ và quan tâm đến công tác giảm nghèo, chăm lo đời sống cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và các hộ gia đình cách mạng trên địa bàn để không ai bị bỏ lại phía sau. Và coi đây là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, chuẩn bị bước sang năm mới Nhâm Dần 2022. Đồng chí chúc các gia đình đón Tết an vui, đầm ấm.